lo xích trong dàn nhánh này không mà ra trong dàn nhánh này nè, ngoài thì xích và lăng lăng cái ly, nên ra là phải ra cho ứa, chứ mà ra ứa thì phải chạy xuống rồi. Chạy xuống cái này nó phải thấm xuống đất. Chủ yếu mình sẽ cái thuốc này xịt, nó xịt ngay trong bông thôi, phòng trong bông này, phòng trong bông này, trong bông này những cái sâu của hai bệnh ba bổ sung canxi đâu vô đây thôi. Cái giường này là đại bạc, giường này mũ, ui giời, hay có cháy lá, bị cháy lá, hàng này mới phun, cũng là chắc là dưỡng bông dưỡng đồ à, bông này bự dữ nè, bự rồi, sẽ sắp sổ nhị rồi, sắp sổ nhị rồi, nó sổ nhị ra đây nè ha, yeah. Anh cũng đi hai cổ, đi hai đợt bông rồi. Anh làm sớm hơn của anh là chắc được 1 tháng không? Sớm mà nhiều đầy hôm đầy cũng gần 2 tháng, tháng rưỡi 2 tháng mới ra chứ. Thấy chị đó xịt những cái gì do bông à. Đúng không? Xịt dưỡng bông cái chắc gì đó. Mới xịt tức thì xịt là cái do đang rùng lóng gì bệnh với canxi bo. Lúc này chỉ có đó thôi chứ. Bông nhìn đảo ha. Ừ. Cái tơ nó mang bông nhìn đảo kìa. Còn mấy cây lớn nhìn tuốt trên cao mới có bông. Cái này nó ra cái cổ mà đều quá, nó ra cổ rằm á. Cổ rằm nó ra mới đều. Ra cổ rằm mới đều. Cổ rằm là sao anh? Cái cổ rằm á là cái rằm. Bữa nay là mấy mình rồi ta? Đây là hai mấy rồi, 23 24 âm rồi đó. Ba tháng bốn vậy là rằm rằm tháng rồi á, rằm tháng vừa rồi tháng mười á, dạ. Mới ra đều à, ngày không ra chắc là tiết bông mạnh ha, tiết bông mạnh được rằm đó, tiết bông là mạnh nhất á, mạnh nhất luôn, ai mà đậu mầm sớm á mà cái lá đi trước á là ra ngon lành, còn ai mà đậu sau lá nhà sau bỏ một phải tạo sau rồi, bên này nó sổ nhị lai lai rồi. Nhị lai lai chắc một tuần nữa là sổ nhị kín rồi đó, chắc phân cờ đó, yeah. Cái lón này thì còn lâu, lón này chắc hơn 10 buổi nữa, yeah. Lón này nè bông hai dần dần đít, nó mấy trăm bự nó dần dần đít chùm đó thì sổ nhị sớm chắc từng nữa, yeah. Nếu cái này chắc chị cũng đặt bỏ bớt tẻ chứ, yeah. Tẻ bông bông cỡ này là bắt đầu đi tỉa nè, đúng không? Dạ. Ừ. Chắc là cỡ này là đi tỉa nè. Ừ, đúng rồi. Tỉa, đó là tỉa. Bông mà cũng hoàn thành, thấy mà nó ra hoàn thành hết trên cây á. Là thấy vừa bụng mình rồi đó, bắt đầu đi tỉa, tiễn bỏ những cái bông mà một coi những cái bông mà nó không có đạt. Chỗ nào nó dày quá thì cũng tỉa bớt. Cho nó có chỗ nó ra nữa. Nè những cái bông rụng lóng nè, nó rụng lóng nó sẽ đi xịt nè, nó rụng cái lóng, cái lóng rụng ha, dạ khớp kiểu như khớp tay mình ha, có nghĩa khớp á, người ta kêu là nó sinh từng rồi cái nó rụng á. Ừ. Lúc này chỉ xịt bệnh với canxi bo vô thôi chứ chắc là cũng có cả sâu à, sâu phòng sâu có rệp nè, có thuốc sâu, có thuốc rệp. Cái bông này thì cây thấp quản lý được sắm dễ hơn, yeah. Dễ hơn cây cao. Với một cái đầm vậy nè, nếu mà xịt á, đoạn riệp mà chui đây nhiều á, xịt không hết, yeah. Xịt hết nhưng mà cũng phải xịt từ 3 cử, 4 cử. Xịt dùng này xịt mạnh quá, nóng bông. Bông cũng tự nó rụng à, cũng tự rụng nè, nên xịt cũng xịt vàng mát, vàng sữa. Sữa là vàng mát luôn hả? Vàng sữa. Giờ có ra loại dạng sữa. Sữa thì còn bộ là thuốc là nó mát. Ừ đúng rồi, cái liệp sáp mà dạng sữa tầm 160 ngàn chai. 160 ngàn chai. 160 ngàn thùy á. Thùy. Cái đó sẽ dù nó cũng chết luôn á. Vậy là một lần là mình sẽ gồm có là sâu, rệp, dưỡng, vi lượng, trung vi lượng luôn. Ừ.
đúng rồi, trung bình lượng. Thì bo như bo canxi á thì xịt cử cái cử sau, cái mình đâu có xịt nó hoài được. Dạ. Đưa nó hoài vô á thì cái thằng canxi thằng này nè nó chai luôn, nó không lớn, nó chậm lớn lại, nó chậm bự lại. Nên mình đưa cho những lượng vừa đủ thôi. Thì canxi nó cũng cần, nhưng mà cần phần nào thôi, chứ bo thì cũng cần, nó dạng quy lượng mà. Là kiểu như là lúc mắc cua ra tới, từ mắc cua tới trước lúc sổ nhị, là mình canxi bo là theo anh là mấy lần? Khoảng tầm 4-5 lần gì ạ. Vậy là cũng trung bình là cũng tuần đó, tuần cử đó. Cũng 4-5 lần cái giai đoạn không, nó 50 ngày mà nó 50 ngày 55 ngày mới sẽ nhị mà. Dạ. Yeah. Tại cái lo giai đoạn mà nó vừa lú ra đều phải không? Người ta phun nó cử rồi. Dạ. Yeah. Chỉ cử rước mới cua. Mới cua một cử luôn. Rồi sau này nó đậu trái nó bắt đầu là đi xịt. Không, cái giai đoạn này nè, cái giai đoạn này là xịt vô nè, trong có bông cái nhiều nè. Dạ. Yeah. Có dòng bông cái nhiều. Không, cái giai đoạn này xịt vô cho gọi là nuôi từ hồi cái bầu nhị á. Dạ. Nó nở cái nhị ra là nó cái này nó sẽ to, cái bầu nhị nó sẽ to nè. Dạ. Bầu nhị nó to rồi là to, to phấn nó khỏe đúng không? Khỏe là sau này cái hạt của cái phấn đực nó phấn cái cái bông cái nó nhiều hơn cái bông đực, nó mới thụ tinh được, với phấn đực nó khỏe nè. Dạ. Nó thụ tinh rồi nó mới ra trái tròn. Nuôi từ không bầu nhảy là nuôi như vậy. Vậy là canxi bo nó cũng là nó giảm ruộng nè, nó vừa trái tròn mà vừa đậu trái nhiều đó. À. Đúng rồi. Nên vô mấy cây bên kia thử. Cây này nhìn mê quá. À, em thấy chị mở nước vô nè. Nước vô lâu rồi. Không, mấy mưa này có nước xuống à. Mưa tháng này hồi đó bơm không chứ, hồi đó làm bông bơm không. Nè tăng con đậy con bỏ đó ha. Yeah. Đây bỏ. Wow, cảnh. Này xịt bỏ lo hai lần á. Bỏ lo hai lần. Lần ký, lần chai với đầm ràm. Lần sau thì mấy lần hả? Mà bắt lo là lúc đó là xịt đã chưa vào mũ đúng không anh? Chưa. Chưa vào mũ là đâu có xịt nữa. Thì che mũ này là che gấp nó lại đừng cho rớt xuống đất. Để bắt lo nó rớt xuống đất nó mất công, nó tụt vô cây mình chậm lớn lắm. Đúng rồi, tại xịt bó lo xịt trong dàn nhánh này không mà. Ra trong dàn nhánh này nè. Ngoài thì xịt và lăng. Lăng cái ly. Nên ra là phải ra cho ứa. Chứ mà ra ứa thì phải chạy xuống rồi. Yeah. Chạy xuống thì nó phải thấm xuống đất. Cây này theo anh dự kiến nó đậu bao nhiêu trái đây? Thì cây này có to hơn mấy cây kia thì để cho tầm khoảng 50 trái, 50 trái, 60 trái cũng được. Đúng không? Dạ, cỡ đó. Để nhiều quá thì năm sau cây xì. Dạ. Sợ nó nuôi không nổi, nó nuôi một năm một. Nuôi không nổi thì năm sau xì cái cây điếng luôn, làm như ta mà là làm việc quá sức. Yeah. Quá sức cái năm sau rồi ta không làm nữa. Mấy cái này kiểu như là cái gốc nó gần quá anh ha. Dài cái cành, dạng cành cấp 1 anh à. Đúng rồi, dạng như vậy. Gần đất nhưng mà dài thì cũng gọi là cũng được rồi. Yeah. Thì cành cấp 1 mà sau này như ăn về bữa đụng tạng ngọt chết. Chết thì ăn lên trên. Tự làm nghịch này thông cảm lắm á. Nói chung là yêu cầu mà nó xịt xong mà nó mưa là bữa sau mới đi rửa. Lúa lo lấy lo là cái này cái thái nè. Bông vàng, điểm vàng nè. Thái cái thái này ra có hầu như ra có đợt bông thôi. Yeah. Thái lúc nào cũng đều hơn ha. Ri mình nó lập tròn rồi trời. Ri nó cũng kiểu như bông nó chín nó vàng á, chuẩn bị nó nở nè. Đúng rồi, chuẩn bị nở rồi đó. Nó vàng cái đầu á. Mà cái thái này được cái là bông bên trên nó nhiều hơn ha, anh nhìn ha. Đúng rồi, bông trên nhiều hơn. Bên trên lúc này nó bông nó cũng nhiều hơn mấy tầng bên dưới. Còn cái ri mình thì bên dưới thì nhiều hơn. Ri ăn dưới nhiều hơn.
như mấy cành chùm đầu cành này nè. Ừ. Kín hết luôn rồi. Đúng rồi. Cái công đậy mũ rồi làm sớm này các bạn cũng cũng tốn công. Trời, tốn công lắm, tốn công. Thú dữ lắm. Phải nè, có mấy chùm này nó sao nè. Dạ. Chùm này nhỏ hơn nó sao. Mà anh để luôn, anh tiễn luôn á. Tiết, này này tiết để chứ. Bỏ đi. Bỏ đi cho anh đi theo người ta. Mấy chùm nó chín vàng hết rồi, còn mấy chùm này nó còn trắng nè. Ừ. Chùm này xịt thuốc không ướt à. Không, xịt đây ướt mà đây không ướt. Bị xót. Bị xót. Cái này là anh chắc là dí trong cái chùm bông xịt thường thôi nè. Đúng rồi, xịt ngay chùm bông. Giờ chủ yếu là xịt cái thuốc này xịt nó là xịt ngay chùm bông thôi. Phòng chùm bông này. Phòng chùm bông này. Chùm bông này như cái sau của hai bệnh. Ba bổ sung canxi đâu vô lên thôi. Này bông ra. Bông này quá là mập luôn. Đều này. Đó anh tính rước đọt mà nó không chịu ra. Nó không chịu ra giờ lè ha. Bên đây mấy cây sổ tại lè. Ừ. Mấy cây này sổ hết rồi nè. Sổ bớt dưới gốc luôn. Sổ hết rồi. Này giảm nước lại rồi, không có còn tưới nhiều nữa. Cái vườn này có đúng vườn anh, ảnh có xài phân nở để dưỡng bông không ta? Có chứ. Có luôn hả? Có luôn. Nhưng mà phân nở là có xài hết. Chạy cái này dài lâu rồi. Năm nay đồng bào của vườn này nếu mà ra bông hay là cũng phải dài phân nở hết luôn. Chứ không dài là nó không có đủ dinh dưỡng á. Không có đủ dinh dưỡng. Không nuôi được cái bông nữa.